Các bạn nha, hôm nay là ngày 20 tháng 9 2023 nha. Này sống ngoài Đình Ba với cái kính lặn xuống để ngắm đáy biển. Giờ đâm mấy con ghẹ đồ này kia ngắm cá dưới nước. Đấy là mình bữa nay là mình sẽ đi khám phá ở dưới đáy đại dương cái chỗ resort Ocean Bay chỗ này nè. Đó, sẽ từ chỗ quán đằng đó tới đằng này luôn. Bây giờ mình sẽ đi lại đằng kia, rồi sau đó là mình sẽ bơi dài lên đằng này. Tại vì bữa nay thì nói chung là sóng thì nó cũng không quá dữ dội. Trời này trời nắng, lặn xuống nhìn thấy rất là đẹp nha. Đấy, bây giờ mình cùng nhau đi khám phá với mình. Đây mình đang loại bộ ra dần vậy nè. Mời các bạn cùng mình để tham quan cái đáy đại dương. Thì hôm nay là mục tiêu của mình là bắt những cái con ốc hình cái nón. Bây giờ mình sẽ bỏ qua những cái con ốc mắt ngọc. Đấy. À, đây thấy một con ốc nón này. Ở dưới đáy biển thì có thảm thực vật cũng rất là dày. À, những cái cây này những cái cây thân mềm để mà nó uốn éo theo cái dòng nước trôi. Đấy. Bữa nay thì mình sắm thêm cái cây đinh ba nữa để lặn xuống đây. À, ở đây mình gặp thêm con ốc nón nha mấy bạn. Ốc dưới đây thì rất là nhiều luôn. Đấy, nhìn những cái cát ở dưới có những cái hình lượn sóng nhìn rất là thích. Đặc biệt xa thì thấy những cái con cá. Ở dưới xích này thấy có bạn nhum nữa nè. Bầu trời rất nắng nha, khoảng 4:30-5 giờ. Nói chung là nắng kiểu này đó là mới đủ ánh sáng. Tiếp tục mình lặn xuống đáy biển nè. Lại thấy một cái bạn ốc nón nữa. Đây, mình bắt cái ốc nón này sau đó mình để vô bọc nha. Để vô bọc. Tiếp tục mình sẽ đi thêm một đoạn nữa. Mình gặp thêm một con ốc nón nữa nè. Đây mình lượn bên này thì mình thấy có rất là nhiều những cái con cá. Ở dưới nước thì nhìn cá rất đẹp nha quý bạn. Cá thì cũng đầy đủ màu sắc hết trơn á. Em đứng ở trên mỏm đá nha. Nãy giờ cũng đoạn được một đoạn đường nè. Bây giờ mình sẽ quyết định đi vào mấy cái chỗ ở phía trong bên đó đó. Tại vì ngoài này sóng dữ quá. Cũng trong ngoài cũng hơi nguy hiểm với lại. Đây lặn xuống thì mình thấy có nhiều cái con ốc mắt ngọc nè, ốc cờ đó. Nhưng mà hôm nay thì mình không có bắt mấy con ốc này nên mình để lại. Mình đem theo cái đinh ba, chỗ này mình gặp con ghẹ nhưng mà mình đâm thì nó lại không có trúng. Đấy. Ở dưới nước thì cũng nói chung mình cũng không có kinh nghiệm lắm á. Hôm qua đi cũng có con ghẹ nữa, anh bạn mình đâm cũng không trúng nữa. Đây mình nhìn cái khung cảnh như này nè, rất là đẹp luôn. Tại vì cái này khoảng là 5 giờ chiều thôi, trời nắng chói chang xuống biển á, có một cái khung cảnh mình thấy rất tuyệt vời. Chỗ này thì mình thấy một cái con ốc nón nữa nè, mình cũng bắt luôn nha. Hay qua bên đây có những cái đá hay những cái cục đá mà có cái con ốc nón nó ngụy trang y gan là đá vậy mấy bạn ơi. Mấy bạn nhìn những cái tia nắng nè từ ở trên chiếu xuống, rồi những cái đàn cá đang bơi lượn xung quanh. Đấy, rất là đầy năng lượng luôn. Mình thì mình mê ngắm biển, ngắm đáy biển. Ở đây cái cây đinh ba của mình đây khều khều này nè, có một cái con ốc ở đây. Mình khều khều ra để mình bắt nó. Có nhiều con cá nó lượn sóng qua lại kìa, rất đẹp nha. Đấy, con cá đủ màu sắc hết trơn á, ở dưới đáy đại vương tuyệt vời lắm mấy bạn. Chỗ này cũng có con ốc nón đó nè, nguyên một ổ mất ốc nón luôn nha, mình cũng bỏ qua luôn. Còn cái chỗ này cái cây gì giống như cái bông vậy đó, nó uốn lượn nè, nhìn thích lắm mấy bạn ơi. Đây đi qua đây có nguyên một cái đàn cá này khác hồi nãy nữa nha. Đấy, nhìn những con cá mà nó bê thấy mê vậy đó. Đây bên này cũng có những cái con cá nhỏ nè, ở dưới biển thì cá nhiều lắm. Chỗ nào cũng có cá cho nên mình lặn xuống dưới đáy đi thì mình thấy cá rất là nhiều luôn. Đây, bơi lượn cá ốc, rồi những con ốc này ở trên mỏm đá. Đây ở trong cái này có hai ba con ốc nón nữa nè, mình cũng bắt luôn. Bữa nay đi thì mình chỉ bắt ốc nón thôi nên được ốc nón thì mình bắt, còn gặp những con ốc cờ thì mình bỏ qua, mình không có bắt. Đấy, bơi thêm một tí nữa thì đây lại thấy những cái bạn cá nữa. Bạn cá nhìn nhận tới bên này rồi nha, còn khoảng đoạn nữa là lên. Nhưng mà cảnh dưới nước rất là đẹp, bây giờ bắt cũng rất là nhiều được ốc nón. Bữa nay chỉ đi bắt ốc nón thôi, không có bắt ốc mắt ngọc. Tiếp tục mình lặn xuống đáy biển nè. Đây có thảm thực vật ở đây giống như mà khu rừng vậy nha. Ở trong khu rừng này là có những cái con cá nó bơi theo dòng sóng, nó lượn qua lượn lại. Cái chỗ này mình lại thấy được một con ốc nón nữa nè, mình tiếp tục mình bắt tiếp. Hôm nay mình gặp ốc nón mình bắt thôi, chỗ này wow, ba con ốc nón rồi mấy bạn. Đấy. Bữa nay làm như là ốc nón nhiều đó, chứ thường thường mình đi thì mình cũng ít gặp ốc nón lắm, mình gặp ốc mắt ngọc là nhiều thôi. Đây các bạn,
bắt được con cá ngang chỉ nữa nha, chắc là con cá nữa bị mất lưới, nó còn yếu rồi nè, nên mình mới bắt được. Bây giờ nha, từ qua bên đó qua bên đây hết. Bây giờ thì chuẩn bị đi về tắm, buổi chiều tập thể dục ngắm biển bao nhiêu thôi, bắt được khá ốc nha mấy bạn. Đấy, đây là thành quả buổi chiều của mình nha các bạn.